Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày mai ngày 21 tháng 3 thì khối không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng là từ 15 đến 18 độ. Cùng lúc đó thì mưa dông sẽ xuất hiện ở khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trước khi gió mùa tràn về, từ đêm nay 20 tháng 3, khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa dông cho vùng núi khu vực Bắc Bộ. Trưa và chiều ngày mai, ngày 21 tháng 3, mưa sẽ mở rộng xuống những nơi khác của khu vực miền Bắc. Và đáng lưu ý là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ sẽ có nơi có mưa lớn. Một số hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trạng thái mưa dông ở khu vực Trung Bộ khả năng kéo dài trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3. Cường độ đợt không khí lạnh này tương đối mạnh nên cũng gây giảm nhiệt rõ rệt cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vào ngày 21 tháng 3, khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Thưa quý vị và các bạn, các hãng hàng không trong nước sẽ bổ sung hàng trăm chuyến bay, tương đương hơn 50.000 ghế mỗi tuần để đón nhu cầu du lịch nội địa đang phục hồi. Với kế hoạch này, thì Vietnam Airlines Group dự kiến tăng từ 280 đến 400 chuyến bay mỗi tuần, tương đương 56.800 đến 80.000 ghế vào mạng nội địa. Bên cạnh việc tăng chuyến, doanh nghiệp này cũng tung các chương trình vé giá rẻ combo du lịch để kích cầu. Tương tự Bamboo Airways, Vietjet cũng đang liên tục tung khuyến mãi mỗi ngày. Hãng hàng không mới Vietravel Airlines mới đây cũng đã mở thêm đường bay thường lệ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và bán vé với giá chỉ 26.000 đồng một lượt, chưa bao gồm thuế phí. Và theo thống kê của nhà cung cấp dữ liệu hàng không OAG, hàng không Việt Nam cũng đang trở lại top 10 thị trường nhộn nhịp nhất thế giới trong tuần từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3. Cụ thể, thị trường Việt Nam đã phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách trong giai đoạn này, tăng thêm 117.000 khách sau khi đợt dịch vừa qua cơ bản được kiểm soát. Nhằm kích cầu tiêu dùng sản phẩm hàng Việt, tuần hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2021 đã được tổ chức tại trung tâm thương mại Melin Plaza, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là sự kiện được chờ đợi nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Tuần hàng Việt đã thu hút hơn 100 gian hàng đến từ các làng nghề, doanh nghiệp của 8 địa phương trên cả nước. Các địa phương, doanh nghiệp đã mang đến tuần hàng Việt nhiều mặt hàng, chủ yếu là nông sản, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP. Đó là mật ong Hưng Yên, bánh đậu xanh Hải Dương, tỏi đen Cô Chi Quảng Ngãi. Các cái sản phẩm ấy, giá cả đến đây là rất là hợp lý. Thì tất cả ở hội chợ này là đều từ nhà sản xuất ra. Tất cả các cái sản phẩm OCOP ấy là toàn tự tay chúng tôi làm ra, đâm ra là hàng rất là đảm bảo. Sau mùa dịch thì công ty chúng tôi đã thay đổi cái bao bì cũng như là mẫu mã và cố gắng đa dạng hóa sản phẩm cũng như là cải tiến cái chất lượng sản phẩm và cái giá cả hợp lý để cho người tiêu dùng mình được mua được cái giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất. Người tiêu dùng cũng rất là mong muốn để có các cái sự kiện như thế này để người tiêu dùng được tiếp cận với các cái sản phẩm hàng hóa của các cái tỉnh thành phố và doanh nghiệp thì đẩy mạnh được cái tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và quảng bá cái thương hiệu của mình. Hàng Việt đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường và sau dịch Covid, các doanh nghiệp Việt đã tìm hướng đi cho mình bằng cách tự đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá cả phù hợp để người tiêu dùng đón nhận. Sau cái đại dịch Covid ấy, thì đúng là cái mà để mọi người quan tâm nhất ấy, thì cho đến bây giờ thì mọi người quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Theo tôi là đi rất là đúng hướng đấy. Vừa Covid xong thứ nhất là mình cũng đảm bảo cho người tiêu dùng và những người bán hàng để kích cầu cái tiêu thụ hàng Việt Nam. Tuần hàng Việt lần này sẽ kéo dài tới ngày 23 tháng 3 và dự kiến sẽ có thêm 5 tuần hàng nữa được tổ chức. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 30% thời gian xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp. Các cơ quan nào đang được doanh nghiệp xin ý kiến mà không trả lời bằng văn bản trong vòng 15 ngày thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan. Đây là hai trong số nhiều nội dung được thành phố đưa vào dự thảo cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư và tạo thêm niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp tại hội nghị vừa diễn ra trong sáng nay. Tại hội nghị, các doanh nghiệp cho rằng việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn một số vướng mắc. Các cái thủ tục liên quan đến khu công nghiệp thì lại chậm. Và cái điều này thì đang tạo ra một cái làn sóng là những nhà đầu tư sản xuất và chế biến có xu hướng đi với các tỉnh. Các tỉnh làm nhanh và rẻ hơn. Ví dụ như đầu tư khu công nghiệp Hiệp Phước, rất nhiều doanh nghiệp rất là thích. Gần cảng, gần đường cao tốc và đặc biệt nó nằm trong thành phố. Mà khu công nghiệp Hiệp Phước hiện nay đang rất cái thủ tục về giấy tờ, về quá khứ lại đang không được nhanh. Thành ra để chuẩn bị đầu tư vào đó và khởi công phải mất tới 2-3 năm.
Và trong khi cùng thời gian đó, nhiều nhà đầu tư đã khởi công ở Long An hay ở Hậu Giang đã đưa vào hoạt động. Các doanh nghiệp của câu lạc bộ tôi có chia sẻ, nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh mà dự án phải canh dự án vừa vừa thôi. Tại vì vừa vừa thì gặp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tiếp cận lãnh đạo Hồ Chí Minh đôi khi còn có khó nhưng mà cũng có dễ. Thí dụ dễ là những cái hội thảo hôm nay, gặp mà xin ý kiến luôn hay là gì đó vân vân. Nhưng có những thủ tục mà dự án quá lớn phải Thủ tướng Chính phủ giải quyết thì nó có sự ùn tắc. Vì ngay cả chính trong thủ tục hành chính của ban thành phố cần ý kiến của Thủ tướng cũng rất lâu. Tại hội nghị này, người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận có sự dịch chuyển đầu tư của một số doanh nghiệp ra khỏi thành phố vì thủ tục kéo dài. Để cải thiện môi trường đầu tư, từ năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác về đầu tư. Trong 3 năm qua, tổ công tác đã có kết luận xử lý vướng mắc cho 92 trên 110 dự án, 35 dự án với tổng mức đầu tư trên 320.000 tỷ đồng đã được tháo gỡ khó khăn và đang triển khai các bước đầu tư tiếp theo. Để làm sao tạo được một... Có những lúc là tổ công tác đầu tư phải họp hàng tuần để giải quyết những cái tồn động của các cái dự án nó đang bị vướng mắc. Thì tôi là tổ trưởng nhưng mà các đồng chí phó chủ tịch ở những cái lĩnh vực nào được phân công mà có cái dự án vướng mắc thì các đồng chí phó chủ tịch phải tham gia dự họp cùng với các ngành để sau khi có kết luận đó thì nó có hiệu lực ngay để triển khai thực hiện. Chứ không phải là từ sở này lại chuyển qua sở kia, rồi sở kia lại xin ý kiến sở nọ. Để cải thiện môi trường đầu tư trong năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng dự thảo với 10 nhóm giải pháp, đồng thời đề xuất đưa ra thêm 4 nội dung vào dự thảo. Như nghiên cứu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, thanh kiểm tra các doanh nghiệp một năm không quá một lần, và với các doanh nghiệp đang xin ý kiến các ban ngành thì quá 15 ngày, nếu cơ quan đó không trả lời bằng văn bản thì xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.